Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Vậy ngũ hành niên mệnh Thiên Hà Thủy ngày Bính Ngọ tức can chi tương đồng thuộc Hỏa, và ngày hôm nay là ngày Cát. Vậy nạp âm Thiên Hà Thủy kỵ tuổi Canh Tý, Mậu Tý ngày thuộc hành Thủy khắc với hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Mậu Tý, Canh Tý; tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức, sao Thiên Quý, sao Thiên Quan, sao Mạn Đức Tinh, sao Quan Nhật, sao Nhân Chuyên, Đại Cát. Về các sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ, sao Thiên Ôn, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, sao Nguyệt Hình, sao Nguyệt Kiến Chuyển Sát, sao Thiên Địa Chuyển Sát, sao Ly Sàng, sao Âm Thác, sao Dương Thác. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và theo Khổng Minh, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Thiên Môn tốt, xuất hành làm mọi việc đều được như ý, cầu được ước thấy, mọi điều đều thông đạt. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bản mệnh cần tránh những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực, dẫn đến những hành động cũng thiếu đi sự kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới. Tuy nhiên, đa số đều không phải là những mối quan hệ có triển vọng. Dù đã lập gia đình hay là chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, kiếp tài chiếu mệnh cho thấy bạn là một người hăng hái, nhiệt tình trong mọi công việc. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà bạn rất dễ hành động nông nổi. Bạn cần phải sửa đổi bản tính, tính cách này của bản thân nếu như muốn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có sự căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý
thuộc mệnh hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, giữ khoảng cách với những người khác phái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, không nên hành động nông nổi, theo cảm hứng nhất thời. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 80, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu đang có tính khí thất thường. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chính chắn, cẩn thận như thường ngày nữa mà trở thành một người sẵn sàng gây gỗ và thay đổi một cách nhanh chóng tới mức khiến cho mọi người khó hiểu về con người của bạn nữa. Cũng vì vậy mà bản mệnh tuổi Sửu thường cảm thấy mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là đối với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và mấu chốt. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong khoảng thời gian vừa qua, bạn cần phải sắp xếp lại thời gian làm việc, nghỉ ngơi sao cho hợp lý để sức khỏe và tâm trạng của mình được tốt hơn. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. May là nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu như có chuyện gì căng thẳng, bạn hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa, nửa kia cũng có thể giúp cho bạn đưa ra những hướng giải quyết sao cho đúng đắn, hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện những công việc phức tạp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, làm việc quá sức, cần có thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 54, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần có được sự quyết đoán, cho nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay mà không cần phải để ý quan tâm quá nhiều tới ý kiến của mọi người. Song cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần, bạn cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian tiến hành công việc. Đừng có chỉ hăng hái lúc mở đầu rồi về sau thành ra bỏ bê, lười biếng, đầu vôi đuôi chuột như vậy. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Và trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn trao đổi ý kiến với nhau. Chính vì vậy mà cả hai đều cảm nhận được mình được nửa kia trân trọng. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc phải những sai sót. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, dễ bỏ dở giữa chừng khi gặp những điều không như ý. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, gia đình hạnh phúc,
các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 29, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này cảnh báo bạn tuổi Mão cần phải chú ý tới việc quản lý tiền bạc của mình trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết, tốt nhất là bạn mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng hoặc là nhẹ dạ cả tin, dễ rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo. Và ngày này, nếu như bạn đang làm công việc kinh doanh, buôn bán, bạn cũng chớ có vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư vào thời điểm này. Bởi có thể bạn sẽ chạm trán với những kẻ thù và những mối làm ăn bất lợi cho mình nữa. Vì vậy, bạn cần phải bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn cho mình. Ngày này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cũng đưa ra lời cảnh báo cho bạn khi con đường công danh sự nghiệp bạn trong ngày hôm nay đang có nhiều kẻ ngáng trở. Và hôm nay bạn chớ nên mâu thuẫn với những người có quyền cao chức trọng nếu như bạn không muốn dễ gặp phải những rắc rối khó giải quyết. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, chú ý tới các vấn đề quản lý về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, không nên đầu tư, chờ thời cơ thích hợp cho mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, không nên mâu thuẫn với những người có quyền cao chức trọng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 38, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn dễ vướng phải những rắc rối chốn quan trường, nơi làm việc. Và bạn tuổi Thìn nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình để tránh những mâu thuẫn, xô xát với người khác. Và trước khi nêu ra quan điểm hoặc là cảm xúc của bản thân, bạn cần phải chú ý tới tình huống và đối tượng giao tiếp với mình. Và trong ngày này, kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn. Vì thế, với bạn tuổi Thìn cần tránh thái độ làm việc chệch mảng, được chăng hay chớ. Nếu không, kẻ xấu rất dễ nhân cơ hội này để hạ bệ bạn. Và để giảm thiểu rủi ro, bạn cần phải nghiêm túc với mọi việc được giao. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với cha mẹ mình đang rất hòa thuận. Vì vậy, nếu đang bối rối trước tương lai, chưa tìm được ra hướng giải quyết cho mình, bạn có thể chia sẻ với cha mẹ và tham khảo ý kiến của họ xem sao. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, dễ rơi vào hoàn cảnh bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, hãy xác định rõ lập trường của mình, đừng có để cho bị lôi kéo. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, giải quyết những mâu thuẫn bằng lý trí chứ không phải là bằng tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp
3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 53, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tý. Tử vi tuổi tỵ, chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tiến triển rất thuận lợi nhờ có được sự giúp đỡ của tam hội phù trợ. Bạn tuổi tỵ, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do thái độ hòa nhã và ham học hỏi, và bạn cũng có thể gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Quý nhân có thể là người mà bạn đã quen biết trong suốt bấy lâu nay, người đó sẽ chỉ ra cho bạn hướng đi và hướng khắc phục những vấn đề đang còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp cho tương lai. Bạn cần phải khiêm tốn để lắng nghe và học hỏi những gợi ý hay từ họ. Xem tử vi ngày tốt xấu cho thấy hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn xuất hành hoặc là giá thú. Vì vậy, nếu như bạn đã có kế hoạch thực hiện những công việc này thì bạn nên thực hiện ngay, chớ có chần chừ, do dự lại để lỡ mất cơ hội tốt đẹp đến với mình. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện ngay trước mắt mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thể hiện được khả năng để khẳng định vị trí của bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 44, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những tác động xấu cho vận trình của bạn tuổi Ngọ ngày hôm nay. Bạn tuổi Ngọ, bạn không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và dễ đưa ra những quyết định cũng như là hành động nông nổi. Điều này có thể mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Và với bạn tuổi Ngọ, dù không thích nghe những lời phê phán từ những người ngoài, nhưng bạn mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người cũng sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng sẽ có giá trị còn hơn những lời khiên khách sáo nhiều nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có công việc cần thiết phải xuất hành đi xa, bạn mệnh có thể đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn, đồng thời nên xuất hành vào giờ hoàng đạo để có được nhiều may mắn và thuận lợi cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc phải những sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe những lời chê trách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo những hướng tốt và giờ hoàng đạo. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chớ tin theo những lời xu nịnh của người ngoài. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 45, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật,
ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến từ những người khác giới, và bởi bạn cần phải cởi mở hơn trong giao tiếp, bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình ở nơi đó thì sao. Ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, bản mệnh có được một ngày yên bình, bạn và nửa kia luôn rất yêu thương nhau, cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Cái khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn thực sự được thư giãn. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên với bạn gặp được nhiều may mắn trên phương diện học tập hoặc là sự nghiệp. Chỉ cần bạn kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra và cố gắng hết mình vì nó, bạn sẽ đạt được thành công như mong đợi mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vượng vận về đào hoa, hãy mở lòng hơn với những người tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội gặp được người trong mộng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, gặp được nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 66, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Thân có thể sẽ thể hiện được ưu thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, nghiên cứu, khoa học, kỹ thuật và dịch vụ. Bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, bạn bè và có được cơ hội phát triển tốt cho tương lai của mình nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thân, cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh nhiều hơn, chỉ là chìm đắm trong hoàn toàn thế giới riêng của mình. Tạo quan hệ tốt đẹp với mọi người cũng sẽ giúp cho con đường thăng tiến của bạn được thuận lợi hơn rất nhiều nữa bạn tuổi Thân nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không quá tốt đẹp. Hai bên có thể hiểu lầm nhau về một số vấn đề nào đó. Với bạn, đừng có vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai đó. Bạn cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải mọi xích mích. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy khẳng định được ưu thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nhận được sự đánh giá cao của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nên mở rộng mối quan hệ, không nên khép mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 47, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Dậu luôn hết mình trong công việc và sẽ nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người.
May mắn hơn, bạn còn có được cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình nữa. Bản mệnh tuổi Dậu, bạn là người khiêm tốn, cho nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Bạn hãy đặt ra cho mình những đích đến cao xa hơn nữa, chứ đừng có vội hài lòng với vị trí hiện tại, bởi tiềm lực của bạn vẫn chưa được khám phá hết đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được lý tưởng cho lắm. Với bạn, không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Quá vội vã chỉ khiến cho bạn dễ chuốc lấy tổn thương mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, không nên vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 21, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất dễ phải đối đầu với quan lại xấu trong chính quyền. Vì vậy, bạn cần phải chú ý cách hành sự của mình. Nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với những người như vậy nếu như bạn không muốn rước họa vào thân. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Tuất trong ngày này cũng nên chú ý tới những kẻ bất ngờ tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hãm hại bạn. Trong cái thời điểm này, với bạn tuổi Tuất, không nên dễ dàng tin theo những lời xúi bẩy của bất cứ ai nhé. Ngày này, bản tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu như bạn đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, không nên đối đầu với cấp trên để tránh gặp phải những rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên dễ dàng tin theo những lời nói của người khác. Tử vi tuổi Mão Tuất thuộc mệnh mộc, nửa kia có được sự thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, chú ý tới những kẻ tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, chớ có nóng nảy, trút giận lên đầu người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi, Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này làm cho bạn dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội ngày hôm nay. Và không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng sẽ đáp trả lại bạn một tình cảm tương tự. Vì vậy, dù gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá thất vọng hoặc là bị tổn thương bạn tuổi Hợi nhé. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như ý muốn, hai người tỏa ra khá lạnh nhạt với nhau. Và với bạn tuổi Hợi, hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng có nên bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Hợi lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn dễ vướng phải những rắc rối với bạn bè, và dù thân thiết đến mấy đi nữa cũng khó tránh khỏi được lúc mâu thuẫn hoặc là hiểu lầm nhau, và đôi bên không nên cố ý nói những lời tổn thương đối phương hoặc là có những hành động quá tiêu cực bạn tuổi Hợi nhé. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không được như ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, nên hành động lý trí, chớ có để cảm xúc lấn át. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, vướng phải những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 40, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.